Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review mọi người cái dàn K900. Đây, mình cũng chuẩn bị đăng một cái video có giới thiệu cái cửa hàng của mình và tất cả cái dàn sới. Mọi người đón theo dõi nha, nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, để mình up lên nhiều video. Đây là dàn K900. Gác đầu ga 100 nha. Đây, máy mọi người thấy không, nước sơn còn quá đẹp. Không sơn phết nha. Đây, đây, nếu mà sơn phết là không có cái kiểu này nha. Sơn đây, sơn, nước sơn xanh còn luôn. Đây là giả dứ, thấy chưa? Nước sơn xanh nè, mọi người thấy nước sơn xanh không? Còn dơ luôn nha, chưa gỡ luôn. Cửa hàng mình là không bao giờ chùi gỡ, làm biến lắm. Đây, đó, cả 900. Quay quanh đây, đây là bên máy, bánh, cục đặt nha. Đây cũng chưa chùi gỡ. Đây, máy. Này hơi tối hơi khó thấy ha. Đây, đây là sân bè. Mình sẽ cho mọi người coi tổng thể. Đây là hộp số. Để mình mọi người xem cái gần sới. Đấy, cho mọi người xem tổng thể lại cái nữa nha. Còn sườn đây, mọi người xem tổng thể lại. Trong đó còn một cái sườn, còn một sườn K700G. Để mình sẽ quay cái sườn K700G cho mọi người xem. Đây, này là sườn K700G nha. Này là mình chưa có gác đầu máy. Nè, sườn mình về là nó đẹp gì nè. Mọi người thấy không? Đây, chưa chùi gỡ nha. Cốt đặt luôn, cốt đặt, thấy không? Bánh mọi người bánh, thấy bánh này không? Bánh này bảo giống như nó không chạy luôn nè. Sườn này bảo chắc nó bỏ nhiều chắc không chạy đâu, nên nó còn quá mới. Đây, đây là đồng trong. Cốt mọi người thấy cốt sên mà nó còn xanh giờ luôn, mọi người thấy không? Đây là sườn K700A. Nhưng mà ngặt nổi cái là thằng này là nó chỉ là sên giữa thôi, không được sên bề như thằng K900 kia. Nhưng mà cái hộp số nó còn quá đẹp. Rồi, xong, chào mọi người. Mọi người có muốn mình review cái dàn cáp lè đó không? Đó là cũng sườn ZK. Sườn đó là sườn ZK 700. Đó, cáp lè, sườn này cũng còn đẹp. Để mình review luôn ha. Sườn này lại gác cái đầu ga 85. Đây, sườn đẹp cực kỳ. Sơn ghim luôn nha mọi người. Đây, chỉ luôn. Đây, đây, nhớ nha. Nhiều anh em hỏi sao mà đăng cái vàng đẹp quá, có sơn hay không, khổ. Đẹp quá thì cũng bị chê là sơn. Sườn này cũng là cốt đặt nha. Đây, sườn còn quá đẹp. Về đặt mặt sườn đẹp đẹp không.
đây cho mọi người coi giải dứ. Giải dứ nó đây. Máy thì tạm gọi là đẹp khoảng 80%, còn mà 70% thì nó tàn lắm. Này khoảng 80%. Máy còn rất là đẹp. Rồi mọi người trong xin mọi người cho ý kiến về hai dàn xe này ha, một dàn K900 và một dàn ZK700. Mọi người thấy hai dàn này như thế nào, mọi người cho mình xin lỗi ý kiến nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy like và nhấn cái chuông để ủng hộ mình. Rồi, chào mọi người nha.